Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin phép được làm một cái clip về một cái loài cây, cây mảnh, cây còng xanh ở miền trung gọi là cây còng xanh. Thì loài cây này là chữa được bệnh là thoái hóa đốt sống cổ và thoát vị địa điểm L4, L5 và S1. Thì với lại là trạc lưng, bóng gân, đau nhức xương khớp. Thì cây này hiện tại là mình cũng đi chữa khắp nơi, mình là bị đốt L4, L5 và S1 vòng đi chữa khắp nơi rồi, cũng hết nhiều tiền và công sức rồi thì không được, nó chỉ giảm đau không lành. Qua quá trình điều trị thì cũng có một người quen họ bày ra là cái cây này, thì một bài thuốc này mình thấy là làm hiệu quả thì mình làm clip này chia sẻ cho các bạn. Thì cây này là xay nhỏ, rửa sạch, ghệ rào nước, xay nhỏ lên rồi pha vào một ít rượu trắng hoặc là ít giấm chua hay là một ít nước trắng, nước lọc cũng được, cho nó sền sệt. Sau đó rồi bỏ lên cái chổng mà giống như mình chổng của mấy bà đẻ, mấy bà sinh vừa mới sinh, thì trải một lớp chiếu, một lớp thuốc và một lớp vải mung, rồi đặt bếp lửa ở dưới, bếp than ở dưới. Thì xong là một ngày là sáng dậy xong khoảng 2 tiếng, trưa 2 tiếng, chiều 2 tiếng, nào kết hợp tất cả cây này là phơi khô lên, rang vàng hạ thổ, rồi sặc lấy nước uống giống như nước chè. Đó, của thân của hắn là cao, cây này là cao tới 1,5 m, 2 m kia, là chuyến nằm trong gốc bụi tre, nằm trong cây tre bụi tre, chứ ít khi mà hắn mọc ở ngoài lắm, hắn là chỉ mọc trong bụi tre. Thì cây này như theo như ở ngoài Bắc này thì họ đồn rằng là cái con bìm bịp mà mình bẻ gãy chân gãy cẳng nó rồi á, thì con mà nó sẽ thả cây này về, nó nhai, nó mượm, nó đập vào cái vết thương đó và nó cho ăn uống cái nước của cây này đó. Rồi còn cái xác thì nó đập vào vết thương, thì qua một thời gian thì con bìm bịp con nó sẽ lành lại và không bị đau xương nữa, gọi là nó đi lại bình thường. Thì theo người dân thì các ông thợ săn, các ông tìm và theo dõi thì là thấy cây này đó. Thì rồi người ta về mà người ta làm thử thì thấy hiệu quả. Bây giờ hiện tại giờ mình làm thử được 3 tháng rồi thì thấy là giảm được khoảng 90%. Thì mình cũng kết hợp cả cái này và cao xương mèo đen. Mèo đen là làm thịt, rửa luộc lên, rửa thịt hết, lấy giặc xương một mình xương. Đó, nên bỏ thêm 7 loại thảo dược nữa vào nấu cao. Thì thấy là qua 3 tháng điều trị mình thấy là hiệu quả nhiều. Thì mình làm clip này để chia sẻ cho các bạn. Thì có bạn nào mà có quan tâm và muốn hướng dẫn cho tình cho này chi tiết hơn tí thì điện thoại cho mình là 0911 2002 54. Mình sẽ tư vấn trực tiếp qua điện thoại hoặc qua Zalo cho các bạn. Để những trường hợp nào mà các bạn nào mà cũng đau giống như mình á, thì là coi như có cái hướng điều trị nó vừa đỡ tốn tiền mà lại hiệu quả cao hơn. Như năm ngoái mình đi chữa khắp nơi là tiền bạc cũng nhiều mà công cũng nhiều mà thấy nó không hiệu quả bằng cái này. Cái này thì một liệu trình điều trị thì hẳn là sống 15 ngày, 12 đến 15 ngày là lành, là không đau nữa. Nhưng mà sau đó là mình phải kết hợp vừa uống cái cây này, kết hợp uống là cái phơi khô lên, rang vàng hạ thổ, rồi uống thay nước chè hàng ngày.
Thì là sau mình là bây giờ hiện tại mình là điều trị được 3 tháng thì là thấy là hiệu quả được khoảng 90%, hơn 90% rồi. Không còn đau nhức nữa, đi lại bình thường, làm việc năng bình thường rồi. Mình cũng xin chia sẻ với bài thuốc này cho các bạn. Thì kính chúc các bạn có một ngày là vui vẻ hạnh phúc. Xin chào các bạn nhé.